mới đây tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thăng Hải đã có buổi tiếp và làm việc với ông Detko, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về phương hướng phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp ô tô liên quan đến dự án thành lập liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Đại sứ đề nghị Bộ Công Thương có biện pháp hỗ trợ các liên doanh trong khuôn khổ sửa đổi lần hai nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và thứ trưởng Bộ Ngoại giao liên bang nga Moklov thay mặt chính phủ hai nước ký kết ngày 1 tháng 12 năm 2021. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định trên nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược hữu nghị lâu dài, Bộ Công Thương sẵn lòng hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp liên bang nga. Thứ trưởng cho biết sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục trình chính phủ phê duyệt để nghị định thư sửa đổi sớm có hiệu lực, từ đó làm căn cứ để liên doanh triển khai công tác sản xuất. Bộ Công Thương hy vọng song song với việc Nghị định thư sửa đổi lần 2 có hiệu lực, các liên doanh trong khuôn khổ nghị định thư sẽ hoạt động hiệu quả, đạt được những mục tiêu đề ra và tận dụng tốt ưu đãi từ nghị định thư này.